chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cựu bí thư tỉnh Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan tập đoàn Phúc Sơn. Ngày 28 tháng 3, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ. Cơ quan công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ để phục vụ điều tra. Ông Lê Viết Chữ là cựu cán bộ thứ 6 của tỉnh Quảng Ngãi bị bắt trong vụ án liên quan hậu pháo. Trước đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 3 phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này cũng bị bắt tạm giam. Ông Lê Viết Chữ, 61 tuổi, quê xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Trước khi giữ chức Bí thư tỉnh ủy, ông Chữ từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ngày 3 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo về kỳ họp thứ 44 và ông Lê Viết Chữ được xác định đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ. Ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Đến ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông Lê Viết Chữ đã nộp đơn xin từ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong một diễn biến liên quan đến vụ án hậu pháo, chiều 21 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, chiều 8 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 cá nhân cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định giao ông Đàm Minh Lễ, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phụ trách điều hành đơn vị này. Ông Lễ sẽ phụ trách điều hành Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh trưởng Ban Quản lý. Trước đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi do ông Hà Hoàng Việt Phương làm trưởng ban. Ngày 8 tháng 3, ông Hà Hoàng Việt Phương bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thiệt hại mà vụ án hậu pháo gây ra rất lớn. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 3, tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, công ty này báo chí, dư luận đã đề cập một vài năm nay. Bước đầu xác định, doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2004 là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Tuy nhiên, từ năm 2015 đã phát triển mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc vào Nam.
Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước trên 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng, gây nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế, nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Đại diện Bộ Công an cũng cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp này. Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ, Phúc Sơn là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng, trong khi đó năng lực ở mức vừa phải. Cũng theo ông Tô Ân Sô, trong số các bị cáo có phó tổng giám đốc doanh nghiệp chỉ học lớp 4. Trước đó, ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, tài chính, thanh tra tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trong việc thực hiện các dự án, công trình liên quan công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Cụ thể, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan này đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn có 11 đơn vị thành viên. Từ tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3 hectare đất để giao cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang. Một phần diện tích sân bay Nha Trang gồm phân khu 2A, 2 và 3. Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng BT 3 dự án giao thông với tập đoàn Phúc Sơn, gồm nút giao thông Ngọc Hội, đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang. Tổng mức đầu tư 3 dự án là 3.562 tỷ đồng. Nhà đầu tư được hoàn vốn hơn 20 hectare đất thuộc dự án tại sân bay Nha Trang cũ. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định giao cho tập đoàn Phúc Sơn. Tập đoàn Phúc Sơn còn có 2 dự án khu đô thị Phúc Khánh 1, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và khu đô thị Phúc Khánh 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 1 có diện tích gần 14 ha, còn khu đô thị Phúc Khánh 2 diện tích trên 49 ha được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 năm 2014. Và dù đã triển khai từ năm 2014, nhưng đến nay hai nơi trên vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Năm 2004, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Phúc Sơn được thành lập, trụ sở tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, do Nguyễn Văn Hậu hay Hậu Pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8 năm 2009 và 2010, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời đổi tên công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn cho đến bây giờ. Sau 20 năm, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn không chỉ được biết đến là doanh nghiệp có tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc mà còn ở nhiều địa phương khác. Cụ thể, Hậu Pháo đã phát triển công ty bằng việc đầu tư phát triển nhiều dự án bất động sản hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, đơn cử như dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp làm đường giao thông đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có vốn đầu tư 1.559 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2019, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn còn tham gia các dự án như chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, diện tích 186,49 ha, vốn đầu tư 2.290 tỷ đồng. Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường có diện tích 30,2 ha, vốn đầu tư 1.668 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng 4 người khác cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can này bị cáo buộc có hành vi giả mạo,
khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.